Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ FP4Show.com. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn những các bạn cái cách setup để chúng ta chụp cái hình sáng nửa người kiểu như thế này. Nó khá là ngầu đúng không? Đó, cái mặt như thế này nè. Nhìn nó ren vãi cả môi lên. Ok, bắt đầu. Trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên like, subscribe để mình đạt được 100.000 sub sắp tới nơi rồi. Thì mình rất cảm ơn các bạn, những bạn hỗ trợ mình và ủng hộ mình theo cách đó. Rất là tuyệt vời. Và ok, chúng ta vào video thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào ha. Thì đây mình nhờ hai thằng bạn của mình. Đây, các bạn để thấy hai thằng bạn. Giờ đây ơi, giờ đây coi. Hai thằng bạn của mình ha. Mình sẽ chụp hình cho nó. Và tại vì hôm qua mình post ra các bạn ở trên trang cá nhân mình, các bạn có thể thấy hai thằng này nó đòi chụp. Ok, thì tại vì mình không thể là tự chụp được, mình sẽ set up và mình sẽ làm sao để cho chụp cho tụi nó ha. Thì ở đây có một vấn đề như vậy nè. Cái hình của chúng ta, tại vì chúng ta cần làm nửa tối. Nửa tối, nửa sáng. Cho nên là để cho nó dễ thì chúng ta làm cái khung cảnh người ta làm sao cho nó tối đi đã. Rồi, đầu tiên ha, kéo màn cửa lại dần ra. Cái này đẹp nhất chắc ăn á, là các bạn chụp vào buổi tối á thì nó dễ. Còn như buổi sáng của mình á thì các bạn kiếm một cái địa điểm nào nó kín kín một chút xíu. Như ở trong đây là trong phòng của mình là kín nhất. Thì mình đây đó, mình sử dụng cái rèm mà nó chắn sáng luôn thì nó sẽ ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt điện luôn ha. Đây, mình sẽ tắt hết điện đi và chúng ta sẽ có một cái khung cảnh rất là tối kiểu như này. Đó, có thể thấy không? Ở đây là cái ánh sáng một nửa sáng đứng, che mắt tao. Rồi, đó, ở đây chúng ta có nửa sáng ở đây là bởi vì cái cửa này ha. Vì cái cửa này cho nên là tương tự như vậy, nếu như ở nhà các bạn á, chụp buổi tối á, thì chỗ nào có nguồn sáng các bạn tắt hết đi ha, tắt hoàn toàn đi. Rồi, cái thứ hai đó là về cái thứ nhất này ha, về nguồn sáng ha. Còn cái thứ hai á là về background. Background các bạn thấy nó là màu đen. Thì chúng ta không thể nào chỉ vì chụp một tấm hình tự sướng được á mà chúng ta phải đi mua cái background mới cả. Cho nên là cái cách dễ nhất á là chúng ta tìm cái background nào càng tối càng tốt. Và các bạn ngồi xa cái background đó ra. Ngồi xa background đó ra. Lý do tại sao là tại vì khi nó ở xa như vậy á thì cái ánh sáng của mình khi cái máy tính, cái máy của mình á, ví dụ như đây là mình sử dụng cái máy của mình là A6000. Các bạn thể chụp bằng điện thoại cũng được, chẳng sao cả. Thì khi mà các bạn là chụp bằng cái này á, đứng khi các bạn chụp bằng máy chụp hình hoặc là chụp bằng điện thoại ấy, như ở đây mình sử dụng điện thoại chẳng hạn vậy, thì nó cũng sẽ tự động cân bằng trắng cho chúng ta ha, nó cân bằng sáng cho chúng ta. Và nó khi thấy ánh sáng nó tới mặt của mình không thôi á, thì nó sẽ làm cho cái ánh sáng ở trên mặt của mình nó hòa lại, nó nhẹ lại ha, để cho ánh mặt của mình nó vừa đủ sáng. Như vậy thì cái background ở phía xa như vậy á, nó sẽ tối, nó sẽ đen hoàn toàn đi tại vì nó thiếu sáng mà. Đó, cho nên là cái cách chúng ta set up là như vậy ha. Các bạn có thể thấy là đơn giản như vậy, mình nhìn trong camera thôi là mình cảm thấy nó khá ổn rồi nè. Nhưng mà để cho dễ, cho nó đẹp á, và để cho cái ánh sáng phía sau của mình, cái background của mình nó càng tối càng tốt á, thì các bạn sẽ, như mình nói hồi nãy đó, là nó, cái máy chụp của mình nó sẽ tự động cân bằng sáng lại. Cho nên là bây giờ để cho nó càng tối á, thì các bạn sẽ làm cho ánh sáng này nó càng sáng càng tốt. Các bạn có thể sử dụng một cái đèn mà dài dài, đèn tuýp đúng không? Đèn tuýp hoặc là đèn bàn hoặc là đèn flash của camera ha. Sử dụng đèn flash của camera cũng được, các bạn để sát như vậy này. Đó, hơi check lên video chút xíu đó, các bạn sẽ thấy là cái mặt của mình nó sẽ sáng lên. Và như vậy khi mà chúng ta đứng xa cái background ra thì cái ánh sáng này nó sẽ không tới được cái background. Cho nên là lúc đó cái mặt của mình nó sẽ sáng và cái background của mình nó sẽ đen. Ok ha, đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì để cho nó mình cần nó chất lượng cao chút xíu á, thì mình có một cái đèn như này. Đây, mình sẽ sử dụng cái đèn của mình là đèn pixel ha. Đèn này tên là đèn pixel, đèn flash chuyên để quay phim. Mình thường mình mới set up ở đây á, thì mình sẽ sử dụng cái đèn này á để mà mình làm cái nguồn sáng ở một bên đó. Thì mình sẽ để là nguồn sáng kiểu như vậy này đó, các bạn có thể thấy nó rất là mượt ha. Đó, thì ở đây mình sẽ chụp hai thằng bạn của mình ha. Cái set up rất là đơn giản thôi, không có vấn đề gì cả, đơn giản là như vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chụp ha. Rồi, mình sẽ nhờ một thằng của mình nó cầm đèn, còn một thằng nó sẽ ngồi ở đây ha. Thì vị trí ở đây mình sẽ chọn là ngồi ở ngay ở trên cái giường của mình cho nó dễ. Rồi, ở đây cái ánh sáng nè. Rồi, cái ánh sáng ha, để cho nó check lên gần vô chút xíu và đừng để cho nó dính vô cái ánh sáng phía sau ha. Ở đây mình sẽ cần một nửa ánh sáng, thì bởi vì cho nó hòa thì các bạn thể thấy là ánh sáng của mình, thứ nhất á, là một bên cánh cửa này rồi nè. Đó, từ cửa này nó đã có một cái nguồn sáng nhẹ rồi.
ở đây mình sẽ thêm một cái nguồn sáng mạnh ở đây tạt bên này nữa, thì đó nó ở bên này nó sẽ không tối quá ha, nó bên này nó sẽ không tối quá, chúng ta vẫn thấy chi tiết, còn đó của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Ok không, đơn giản này ha, ở nhà các bạn có thể làm như vậy được, hoặc là nếu như chúng ta chỉ có một nguồn sáng thôi á thì dễ lắm, các bạn kiếm bất kỳ một cái gì có thể phản sáng được, ví dụ như là một tấm mút này, một tờ A4 hoặc là một cái gương để chúng ta phản cái ánh sáng ngược trở lại. Mình để bên này chẳng hạn vậy, mình để cái bên này này, đó thì ánh sáng qua bên kia qua đây đúng không, mình sẽ có tấm gương hoặc là tấm gì đó phản ánh sáng lại thì nó sẽ phản ngược lại bên này, đó thì nó sẽ sáng đều lại hai bên. Ok ha, thì bây giờ mình đã có về rồi, mình chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chụp luôn. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái máy chụp của mình luôn, cái A6000. Đấy, không có kẹt, không sao. Rồi đây, rồi cho nó dễ nè, mình sẽ sử dụng cái điện thoại của mình luôn cho nó giống các bạn ha, mình sẽ sử dụng cái điện thoại của mình, đơn giản thôi. Rồi rồi cho nó gần chút xíu, cho nó ngầu ngầu hơi nghiêng qua đây chút xíu, làm poster Marvel mà. Rồi hơi nghiêng người qua thiếu, hơi nghiêng người qua đây chút xíu, rồi ngước mặt lên, rồi nhìn qua bên này, rồi nhìn mặt ngầu ngầu lên. Rồi ở đây khi mà sử dụng cái đây, chúng ta khi mà chụp bằng điện thoại á, đây cho nó dễ này. À, các bạn chờ chút xíu mình set up lại cho nó cái góc này cho nó dễ ha. Rồi ở đây mình sẽ lấy nét này, nghiêng ngửa mặt lên chút xíu nữa, rồi mắt nhìn qua hướng bên này, hướng bên này đó. Ok, làm cái gì cho nó ngầu ngầu lên tí coi đó. Rồi ở đây các bạn chụp này, các bạn sẽ lấy nét vào người ha, và chúng ta giảm sáng xuống đó, thì các bạn để thấy là chúng ta sẽ chỉ sáng ở phần người thôi, còn cái background của chúng ta đã tối đen lên luôn rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần chụp thôi, hơi nghiêng mặt qua đây chút xíu nữa, đó đó, rồi ngước lên trên chút xíu, rồi cười hay là cái gì đó cho nó ngầu ngầu lên tí coi. Má nhìn mặt tròn vãi rồi. Làm cái mặt cho nó ngầu ngầu lên chút xíu để cho nó đó, có thể chúng ta chụp gần hơn chút xíu này. Đó, chụp thôi. Đó, thì chúng ta sẽ có một tấm hình khá là đơn giản đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ có một cái hình kiểu như thế này. Đó, chúng ta sẽ có một nửa sáng. Ở đây các bạn có thể sử dụng cái đèn bàn cũng được, hoặc là đèn gì cũng được, miễn là nó có một nguồn sáng mạnh nó hắt vô thôi. Ok ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chụp thêm một vài tấm nữa. Thì đơn giản là như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước chúng ta hậu kỳ ha. Rồi ok anh em, sau khi chúng ta đã chụp xong rồi ha, thì đây mình có chụp lại một vài tấm sử dụng bằng A6000 để cho mình, nhưng mà nó mình cần chất lượng cao mà. Thì ở đây nếu các bạn chụp bằng điện thoại, có một cái kinh nghiệm nhỏ là khi các bạn chụp bằng điện thoại, các bạn đừng giảm tối quá, tốt nhất là nhìn hơi một chút xíu ở các background để mà chúng ta có thể hậu kỳ lại ở trong Photoshop thì nó sẽ ok hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái hình này chẳng hạn vậy, mình sẽ sử dụng hình này để làm mẫu cho các bạn. Đây, rồi, khi mở lên, nếu các bạn nào nó không hiện lên, chúng ta mở bằng JPEG và nó không hiện lên cái camera RAW này á, các bạn có thể coi qua cái clip mà cách chỉnh ảnh bằng Photoshop cực kỳ đơn giản của mình ở trên channel của mình luôn. Thì mình có hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta set up cái Photoshop làm sao khi chúng ta mở bất kỳ hình gì, bất kỳ file gì, nó cũng sẽ hiển thị cái camera RAW lên cho chúng ta. Ok ha. Thì đây mình sử dụng cái A6000 cho nên chất lượng lên nó rất là ok. Các bạn có thể thấy là đây chúng ta còn chi tiết da rất là nhiều này. Đó, thì nó sẽ làm cái poster mà nó sẽ làm chất lượng cao hơn. Và như mình nói đó, là mình sử dụng cái nguồn sáng ở bên cái cửa, cho nên các bạn có thể thấy là ở bên này nó không mất chi tiết, và nó làm cho cái bức hình của chúng ta nó rất là hài hòa, nó nhìn nó đẹp hơn ha. Để qua đây cho các bạn thấy mình bị khuất hay không. Rồi ở đây mình sẽ tăng sáng lên chút xíu, nhẹ thôi. Rồi tăng contrast lên, highlight mình sẽ giảm bớt đi chút xíu, tại vì hồi nãy mình để cái đèn nó rất là gần. Shadow mình sẽ lên để mà mình cho lấy cái chi tiết ở những cái khu vực mà nó ở trên phần tóc của mình á, thì nó sẽ đẹp hơn. Black mình sẽ kéo lên chút xíu, và white mình sẽ đẩy kéo lên chút xíu để cho cái viền khu vực màu trắng này nó sẽ lên ok hơn. Dehaze và clarity mình sẽ tăng nhẹ lên để mình lấy cái chi tiết cho nó ok nhất ha. Như đây cái tăng sáng mình cảm thấy chưa đủ, mình sẽ tăng sáng hơn chút xíu nữa. Đó thì mình sẽ có cái kết quả đó, kiểu như này khá là ok đúng không? Thì đây mình sẽ xử lý lại chút xíu, có vẻ như lần này không ảnh hưởng gì lắm. Noise mình sẽ tăng noise
tăng giảm noise lên. Thì tại vì nếu các bạn sử dụng bằng điện thoại á, thì cái noise, tại vì chúng ta chụp tối á, cho nên là cái noise nó sẽ lên rất khá là nhiều, cho nên là chúng ta tăng noise lên chút xíu. Và sharpening chúng ta tăng nhẹ lên và nhớ đẩy cái masking lên. Đây các bạn có thể giữ phím alternate, phím option hoặc phím alternate ở trên Alt ở trên Windows thì nó sẽ hiện ra cái khu vực chúng ta lấy nét. Mình tăng lên thường nó nằm chữ 96, 97, 98 gì đấy thì mình cảm thấy nó khá là ok. Và đây mình sẽ mở cái hình này để chúng ta tiến hành chúng ta xử lý luôn. Thì đó, thì nó sẽ mở cái hình lên và nó sẽ đơn giản ta có chức năng kiểu như này. Thì đây chúng ta xử lý lại nhẹ chút xíu, tại vì ở cái background chúng ta vẫn còn thấy nó có cái này đó, phía sau này nó vẫn chưa ổn lắm, cho nên là mình sẽ sử dụng cái curve. Mình sẽ chọn vào cái adjustment color, adjustment layer, và mình sẽ chọn là curve ha, thì nó sẽ hiện lên cái bảng này. Và ở bảng này mình sẽ đơn giản là mình giảm nhẹ xuống. Rồi mình sẽ giảm nhẹ xuống và chúng ta để ý ở khu vực ở ngoài này, để ý khu vực ở background và những khu vực mà mình muốn làm tối á, mình cảm thấy nó tối vừa đủ thì mình chúng ta dừng lại để chúng ta không có bị tối quá. Như này vẫn còn rồi, đây mình cảm thấy như vậy là ok. Sau khi xong rồi mình sẽ chọn qua cái layer mask ha, các bạn đang để về các bạn click vào layer mask, các bạn bấm Ctrl Y, ta đảo ngược lại đó. Và sau đó chúng ta sử dụng cái brush màu trắng với cái kích thước lớn lên chút xíu, hardness 0%, kích thước lớn lên đó, và mình sẽ bôi vào khu vực mà mình muốn làm tối. Các bạn có thể thấy là ở đây cái background của ta đã tối lại và nó khá là ok đúng không. Phần tóc chúng ta không nên làm tối quá phần tóc ha, tại vì mình vẫn muốn lấy một chút xíu ở khu vực tóc. Ở khu vực này thì mình sẽ giảm nhẹ đi, tại vì mình không muốn nó hiển thị quá nhiều ở khu vực này. Đó, phía trên này đó, thì mình sẽ có một cái background kiểu như này, cái hình kiểu như này, rất là ok ha. Thì sau khi xong rồi các bạn có thể xử lý thêm một số bước nữa, như kiểu là retouch cái mặt lại chẳng hạn vậy. Các bạn có thể lên tham khảo bất kỳ một cái website nào để cho nó ok. Thì ở đây mình chỉ đơn giản chúng ta làm như vậy thôi, thì chúng ta sẽ có cái bức hình chúng ta dễ xử lý nhất ha. Rồi thì đó là toàn bộ cái video này. Nếu như các bạn thích, đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm vào nơi gì nhé. Ok, bye bye. We'll be right back.